Quý vị đã đến Yên Tử Galaxy. Đến lần này là lần thứ mấy rồi ạ? Ai xuất hiện ở đây lần đầu tiên ạ? Giơ tay lên cho Phi Linh được nhìn thấy được không ạ? Ai là lần thứ hai ạ? Lần thứ hai thì mình thấy thân quen hơn một chút. Còn mơ người kia chẳng sẽ dài.